loài xứng đáng gọi là quái thai trong thế giới động vật, sinh sống trên hầu khắp khu vực châu Phi hạt Sahara, lở đất. Ở tại đo bu áp he được coi là một trong những loài thú lạ lùng nhất trên thế giới. Loài vật này có cơ thể xám đen, lưng uốn cong và bộ lông khá thư thớt. Chúng nặng 60-80kg, dài 105-130cm khi trưởng thành. Các chi của lợn đất có chiều dài vừa phải, hai chi sau dài hơn chi trước. Hai chi trước chỉ có 4 ngón trong khi hai chi sau vẫn có đủ cả 5 ngón. Các ngón hơi phẳng, trông giống như chiếc xẻng. Dù lông trên thân khá thưa, quanh mũi của lợn đất lại có những mũi lông khá dày có tác dụng như là một bộ lọc bụi khi chúng vào đất. Ánh quang cấp, một trong những đặc điểm khác biệt nhất của lợn đất so với các loài thú khác nằm ở bộ răng. Mỗi răng của chúng có một cụm các ống mỏng hình hộp giác thẳng đứng, mỗi ống có một ống tụy riêng lẻ. Là một loài thú kiếm ăn ban đêm, lợn đất sống dựa vào kiến và mối mà chúng đào ra được từ ổ bằng các móng vuốt sắc nhọn và đôi chân quẹ của chúng. Chúng cũng đào hang để trú ẩn và nuôi con. Trong tự nhiên, lợn đất sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ sa mạc khô đến các khu vực thường nhiệt đới ẩm ướt.